một cuộc phỏng vấn rất thú vị của Aurora Việt Nam với bạn Nguyễn Phương Liên, 27 tuổi, đã kết hôn và đang là quản lý bán hàng. Câu hỏi cho bạn Phương Liên: vợ chồng bạn đã chi bao nhiêu tiền cho việc chi phí in ấn thiệp cưới? Bạn Phương Liên vui vẻ trả lời: vợ chồng tớ là dân văn phòng, lương tháng cũng chỉ có 12 triệu, nên cũng chọn loại thiệp bình dân, 4.000 đồng một cái. Vợ chồng tớ in 800 cái để cho cả hai gia đình mời khách. Đính ra cũng đã mất hơn 3 triệu tiền in thiệp rồi đấy. Chưa kể chi phí vận chuyển cho khách mời ở xa và các phụ phí khác nữa. Bạn Phương Liên tâm sự thêm: tớ thấy cái thiệp giấy bỏ bao nhiêu tiền ra để làm, mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi, rồi cũng vứt vào sọt rác, vừa lãng phí và chẳng tạo ra được dấu ấn gì. Nhưng mà ngày cưới, tôn trọng khách mời thì mình đành phải làm vậy thôi. Có những khách mời ở xa, vợ chồng tớ chuyển thiệp đi mất cả một tuần, cưới xong rồi thiệp mời mới đến. Thậm chí có khách mời họ kêu không nhận được thiệp nên quên mất luôn cả đám cưới của tụi mình. Thế còn đỡ, chứ có khách họ còn trách tụi mình là không tôn trọng họ,